Hey, chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Leo RT. Video hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em chỗ mua mai để anh em có thể mua về để lùm lăng. Mai mình đặt là loại mai poly tốm anh em. Link mua mai mình sẽ để dưới phần mô tả video hoặc là ở dưới phần bình luận. Mình sẽ bẻ thử một cây mai cho anh em xem.